Thưa quý vị, sau một thời gian được kiểm soát tốt thì mới đây, Việt Nam lại ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, vì thế mà nguy cơ dịch bệnh lây lan vẫn luôn hiện hữu. Chính vì vậy, từ sau khi kiểm soát tốt đợt bùng phát dịch lần thứ hai đến nay, Đà Nẵng vẫn luôn thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, không lơ là, chủ quan. Chiều ngày 30 tháng 11, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 1347 tại Việt Nam, một ca nhiễm ở cộng đồng. Tiếp nhận thông tin dịch tễ từ thành phố Hồ Chí Minh, ngay lập tức, lực lượng chức năng phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã đến nhà một trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân này để tiến hành các biện pháp y tế theo quy định. Trạm y tế tiến hành đi giám sát khu vực F1 và F2 tại khu vực mình đã nhận địa chỉ trên. Tiến hành đi vét xong thì gọi cấp cứu 115 thì cho cách ly tập trung liền trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thì sau đó bắt đầu F2 là tham mưu với ủy ban dân phường ra quyết định cách ly tại nhà trong vòng là nửa tiếng đồng hồ. Sau khi ngăn chặn thành công đợt bùng dịch lần thứ hai, đến nay Đà Nẵng đã gần 90 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. Tuy nhiên thực tế thành phố vẫn đón nhiều chuyến bay đưa công dân từ các nước về, cũng như các chuyên gia, nhà đầu tư đến. Chính vì vậy, các biện pháp tiếp nhận cách ly ngay sau khi nhập cảnh được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Chúng tôi đã xây dựng một cái quy trình để tiếp nhận các cái chuyến bay này hết sức chặt chẽ từ khi máy bay chuẩn bị cất cánh ở sân bay bên kia cho đến khi khách về đến tại nơi cách ly tập trung. Khi máy bay hạ cánh thì chúng tôi thực hiện có nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu thì chúng tôi là cho đón khách ở tại sân đỗ luôn. Nghĩa là đưa thẳng xe ra và khách xuống kiểm tra thân nhiệt và đi qua khử trùng, hành lý xách tay và đi lên xe ô tô về thẳng khu cách ly. Sau này chúng tôi mở rộng hơn là đưa khách vào trong nhà ga nhưng vẫn nhận khách ở phía bên trong sân bay. Ngoài các cơ sở y tế thì hiện nay thành phố có 19 cơ sở lưu trú với gần 1.200 phòng được phép thực hiện cách ly đối với các trường hợp về từ nước ngoài, chủ yếu tập trung tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Các quy định trong thời gian cách ly được thực hiện nghiêm túc. Trước khi cơ sở đó được chọn làm địa điểm cách ly, thì chúng tôi đã có một cái buổi kiểm tra đủ điều kiện hay không đủ điều kiện, đó là bước 1. Bước 2, sau đó chúng tôi tổ chức mời tất cả những chủ cơ sở được phép tổ chức cách ly đó, thì tập huấn tất cả những quy trình và chúng tôi áp dụng theo đúng cái văn bản 1268 của Bộ Y tế về cái cơ sở cách ly tại nơi lưu trú, điều kiện cách ly tại nơi lưu trú, và chúng tôi cử cán bộ viên chức của chúng tôi trung bình từ 2 đến 5 cán bộ viên chức y tế phục vụ tại các cơ sở này để đảm bảo rằng là tất cả những hệ thống, những người được cách ly là tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan vẫn đang hiện hữu, mà minh chứng rõ nét là ca bệnh mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế, các đơn vị địa phương đề cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch phát sinh và lây lan.